Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ xin nói về cái bộ lọc thông thấp bậc 3. Đúng không? Bộ lọc thông thấp bậc 3 thì nó gồm hai con OBC07. Bây giờ ta lấy linh kiện ra ấy, là ta lấy này OB, ta gõ OB này, OB07C, đúng không? Là nó hiện ra thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Bây giờ ta lấy ra, lấy hai con này ra, được chưa? Đấy, và tiếp theo là ta đặt trở cho nó. Trở cho nó. À, có con trở này nữa. Ok, mình đã vẽ xong rồi, là gồm có R3, R4, R1, R2, có công tụ này nối với điện áp âm, và có cái C2 nối với đầu ra của cái OB07C này, được chưa? Bước tiếp theo, ta tiếp tục nối hai con OB lại với nhau. Nối hai con OB lại với nhau. Và ta cũng vẽ tương tự. Như cái đầu tiên, nhưng mà chỉ điều là nó chỉ có một tụ thôi, nó không có hai tụ. Và đây thì ta vẽ thêm cái con OBC OB07C thứ hai là ta vẽ R6 R7 có C3 nối với đất. Và không, trên này là không có một cái tụ nữa, đúng không? Và tất cả chúng, cái R3 và R6 này nó phải nối với đất. Đấy. Như vậy thì chúng ta đã kết thúc cái vẽ cho hai con, vẽ cái sơ đồ của cái bộ lọc thông thấp bậc 3 rồi. Bây giờ ta tiến hành, ta tính toán cho nó. Vậy thì tần số cắt của bộ lọc thông thấp hai cực, bây giờ ta xét cái con OBC thứ nhất này, đúng không? Ta sẽ có được điều này, tần số cắt của bộ lọc thông thấp hai cực, được chưa? FC, ta gọi nó là FC1 đi, nó sẽ bằng 1 trên cho 2 pi nhân cho, cái này là cái tài liệu cũ cho nên mình chưa chỉnh, nó là R2 trên cho C2 nhân cho R1 trên cho C1, đúng không? R1 nhân C1 nhân cho R2 nhân cho không phải C3 mà là C2. Các bạn nhớ kỹ nhé, bên trong vô căn nhé. Được chưa? Ta đặt nó là 1. Được chưa? Tiếp theo ta sẽ tính cái hệ số truyền đạt của cái bộ lọc. Con nào? Con OBC07 thứ nhất, đúng không? Nó sẽ bằng K2, K2 bằng 1 cộng cho R4 trên R3. Không phải R4 trên R3 đâu các bạn ạ. Đây là vì tài liệu cũ mình chưa chỉnh sửa, mà mình vẽ hình thì mình phải chỉnh sửa lại với nhau. Đúng rồi, R4 trên R3 luôn. Ok. Đúng đấy. Vì là mình nhắc lại nhé, đây là tài liệu cũ mình chưa chỉnh sửa, và mình vẽ mặt rồi mình giảng cho các bạn.
thông qua tài liệu cũ này, có những cái mà mình sẽ chỉnh sửa trên cái tài liệu cũ dựa trên cái mặt mà mình đã vẽ. Các bạn đã hiểu chưa? Và trong trường hợp này thì cái hai nó đã đúng rồi. Bước tiếp theo, ta sẽ xét cái con OBC thứ hai và cái tần số cắt của bộ lọc thông thấp một cực, nó chính là FC2. Này nó xấu quá, chỉnh đi. FC2, FC2 sẽ bằng 1 trên cho 2B nhân cho C2 nhân cho R5. Mình phải chỉnh sửa rồi, mình phải sang xem thử cái mặt này như thế nào rồi mình sang chỉnh sửa. Cái này chính là R5 nhân cho C3. Do vậy ở đây là R5 nhân cho C3, được chưa? Đấy. Đạt nó là 3. Hệ số truyền đạt của bộ lọc thông thấp một cực, tức là của cái con OBC 07 thứ 2, đúng không? Ta giả sử nó là K1 thì K1 sẽ bằng, đúng rồi, R7 trên R8 luôn. Rồi, bước tiếp theo thì ta sẽ tính cái hệ số chung cho nó. Hệ số chung của bộ lọc thông thấp bậc 3 này sẽ bằng là K. Đây giả sử nó là K, sẽ bằng K1 nhân cho K2. K1 chính là cái nào? K1 chính là... Đây là, mình xin lỗi, đây là K1 nhé. K1 là 1 cộng cho R4 trên R3. Đúng rồi, cái này K2 đấy. Bằng K1, tức là bằng với 1 cộng R7 trên R6. Tần số của bộ lọc thông thấp bậc 2 thì FC1 sẽ bằng với F của C2. Đấy. Như vậy thì ta có thể tính được, thông qua công thức này ta có thể tính được cái tần số của cái bộ lọc thông thấp bậc 3 này. À, bây giờ mình lấy oxylo nhé, lấy oxylo ra, mình nối với cái một đầu, nối với đầu ra của nó, được chưa? Rồi mình lấy sung, mình sẽ lấy sung sinh ra. Mình cho chạy. Mình sẽ cho chạy nha các bạn. Đấy, thấy chưa? Cái này là mình chưa cài đặt. Chưa cài đặt cái tần số của nó. Muốn cài đặt tần số thì ta phải dựa trên công thức này. Dựa trên công thức này. Từ 2 và 4. Từ số 2 này, số 4 và số 2. Đúng không? Ta suy ra được điều này. Đấy.
vừa rồi mình vừa trình cho các bạn cách thức để mà ta tính cái tần số của là thông thấp bậc 3. Ở đây ta cần phải chỉnh sửa là vào cho nó là nam hồ, đúng không? Biên độ là nam hồ, tần số cho 1000, 10000 được rồi. Từ đó ta tính là nó sẽ ra. Tuy nhiên ở đây nè, ở đây thì mình chưa có thời gian để tính toán cái con số này, những con số giá trị của R2, R1, R5, R6, vân vân này, tức là con số nữa. Thì trên thực tế, các bạn có dựa trên những công thức nào để các bạn tính ra các giá trị của R1, R2, C1, C2, R5, R6, C3, để từ đó các bạn có thể cấp tần số, cấp chung vào cho nó, và chúng ta sẽ có được chúng ta sẽ có được cái tín hiệu ra nó hợp lý. Và nếu các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể comment xuống.